ông vua của võ thuật Trung Quốc bị Cung Lê đánh cho no đòn, được mệnh danh là ông vua của làng võ thuật Trung Quốc và cũng là cao thủ kickboxing. Nhưng Na Sun vẫn hoàn toàn tắt điện trước sức mạnh hủy diệt của võ sĩ Cung Lê. Bị Cung Lê quần cho tơi tả, giới võ lâm Trung Quốc đặt kỳ vọng đây sẽ là màn long tranh hổ đấu và Na Sun sẽ giành một chiến thắng oanh liệt trước Cung Lê. Nhưng rồi những niềm hy vọng được thổi bùng lên sớm bị dập tắt trước sức mạnh như vũ bão của võ sĩ Cung Lê. Thế trận đã diễn ra một chiều theo hướng áp đảo hoàn toàn dành cho võ sĩ gốc Việt. Bước vào hiệp thi đấu đầu tiên, khi Na Sun chưa kịp tấn công thì đã liên tiếp bị Cung Lê quật ngã phải nằm sấp xuống sàn. Người Trung Quốc bắt đầu cảm thấy lo lắng bởi Na Sun dù là ông vua của làng võ thuật nhưng lại để đối thủ áp đảo bằng chính những kỹ thuật của môn vật. Sang hiệp đấu thứ hai, thế trận vượt trội dành cho Cung Lê vẫn không thay đổi. Với sự hưng phấn lên cao, Cung Lê liên tục tung ra những cú đánh ăn điểm và ít nhất hai lần nữa khiến đối thủ nằm sàn. Ngược lại thì Na Sun đã rất cố gắng nhưng anh chỉ tung ra được một số cú đấm đá thiếu uy lực và bị hóa giải quá dễ dàng. Khi tiếng còi kết thúc hiệp 2 vang lên, Cung Lê đã tự vỗ tay vào ngực để ăn mừng bởi anh biết chắc rằng mình không thể bị đánh bại. Cho đến hiệp đấu thứ 3, mọi thứ càng trở nên an bài bởi Na Sun đã không thể tung ra được bất kỳ một cú đánh trúng đích nào. Ngược lại thì Cung Lê thừa thắng xông lên, liên tục dồn ép đối thủ vào góc võ đài và tung ra những cú đấm ăn điểm. Thậm chí ở thời điểm cuối hiệp thi đấu thứ 3, đã có tới 2 lần Cung Lê dùng đòn chân cắt kéo sở trường của môn võ Vô Vi Nam để khiến cho Na Sun phải ngã dúi dụi. Trận đấu đã kết thúc và Cung Lê thắng tuyệt đối với cách biệt điểm số là 9-0. Trong khi đó, Na Sun chỉ còn biết cúi đầu, thừa nhận thất bại mà chẳng thể nói được một lời. Tham vọng bị dập tắt của ông vua làng võ thuật Trung Quốc. Ở Trung Quốc thì Na Sun từng được ca ngợi là ông vua trong làng vật với sức khỏe như vâm. Sinh năm 1976 tại Mông Cổ, nhưng võ sĩ này lại sớm nhập tịch Trung Quốc với mục đích chọn quốc gia rộng lớn này để là nơi gắn bó và phát triển sự nghiệp. Sau những thành tựu ở môn vật, Na Sun bắt đầu tập luyện tán thủ và boxing, gặt hái được thành tích rực rỡ ở các võ đài kickboxing với việc thượng đài 58 trận, thắng tới 56 và chỉ thua 2. Dù không quá lợi thế về thể hình, cao 1m78 và nặng 80kg, nhưng Na Sun sở hữu những khối cơ bắp cuồn cuộn cùng sức chịu đòn rất đỗi lì lợm. Sau vốn liếng có phần rất đẹp đẽ và hào nhoáng đó, võ sĩ Trung Quốc ngày càng được truyền thông ca ngợi lên tận mây xanh. Sẵn có bản tính hiếu thắng trong người, Na Sun quyết tâm chinh phục các võ đài thế giới để chứng minh rằng danh hiệu ông vua mà làng võ đặt cho mình chẳng phải là danh bất hư truyền. Cho đến năm 1999 thì Na Sun đã xin lĩnh ấn để trở thành người tiên phong trong cuộc chinh phạt ở sự kiện đại hội võ thuật diễn ra tại Honolulu ở Hawaii. Thời điểm đó, làng võ thuật, quốc gia đông dân nhất thế giới, đã rất kỳ vọng vào Na Sun có thể chứng minh cho khắp năm châu bốn biển thấy rằng Kung Fu Trung Quốc mới là thứ võ công vô địch thiên hạ. Nhưng rốt cục, với việc để thua sấp mặt trước Cung Lê, họ bắt đầu ngộ ra rằng mình đã quá ảo tưởng trước sức mạnh vào bản thân và danh hiệu ông vua kia, hóa ra cũng chỉ là hữu danh vô thực. Ngược lại thì với Cung Lê, sau chiến thắng quá đỗi ấn tượng này, anh đã không chỉ giành được đai vô địch tán thủ thế giới, bảo vệ thành tích bất bại mà còn dạy cho người Trung Quốc một bài học ngay trên chính môn võ mà họ tự nhận mình là bá chủ của thiên hạ.